vui chứ ha. Trung tâm khu này khu du lịch đó, mà khu nghỉ mát du lịch mà, thấy không, quá trời xe, xe khám bệnh kìa, xe đó, con nhỏ bạn ra quần dách luôn kìa, thấy không, hôm nay tụi nó lấy xe Mỹ ra chạy quá trời luôn, xe đời cũ. Đúng rồi, đúng với cái câu đây mình chơi đây mà ở trung tâm chỗ có cách không khác nữa rồi, thôi đi vào trung tâm chơi đi ha, đi vào trung tâm chơi đi, chút mà chơi chán rồi trước trước ta nắng đây nè, giờ đậu xe qua bên kia ra xong đi ngược lại về ha. Trước đây tụi nó đứng đây không có đường, đứng đây không có cá nè, tụi nó bằng thịt tại chỗ luôn, dốc cái hai con dao nó cắt bụng cắt đầu liền luôn. Lên đây là nó bán cái gì á, bánh nhiều quá, biết biết mình đã qua mấy giờ cái xe nhá, quay xe này nè. Rồi, tụi em đã đến Lức Xì Xỉ rồi, một thành phố nhỏ ở biển. Chỗ này là người địa điểm đi du lịch cũng rất là nhiều. Giờ tụi em đi dạo vòng trung tâm chơi nha, xong rồi dạo xuống bờ biển. Anh đường trung tâm đó ai biết không? Có đi đường trung tâm không? À, đi qua bên này đi đặt đèn rồi. Lắc mình đi xuống kia mình đắt mình vòng lại. Người Tây hay là người ta là lấy mấy cái xe cổ điển ra chạy.
kìa. Đó, xe đó mới đẹp kìa. Đã chưa? Ý, nhồi. Siêu xe, siêu tàu. Đừng kẹo đó là chừng nó bị gì á, nó nuốt vô cổ họng á. Đó, quá trời xe cổ điển luôn. Hôm nay tưởng tượng review mấy xe cổ điển cho cả nhà xem nha. Đây xin xem. Đây nè. Hướng này hướng mặt trời. Em với biển hả? Em với biển với xe. Tụi em với biển. Vậy em cua con hiển này vậy, có xe mô tô chạy.
tím đẹp không? Tiếp tục hành trình đi dạo xem xe cổ điển. Vàng đã chưa? Và ở đây đông người quá. Ở đây chắc tối cũng vui lắm á. Chị tao của em Từ Ngọc. Hả? Tao của em về xuống dưới ngồi nhậu đi. Trời ơi có tâm chút đi chị chứ nào. Ngồi nhậu giống mấy tụi này nè. Đó tụi đó ngồi có tàu ngồi nhậu thấy đã chứ. À chứ lộn phải tàu này hả? Để cái chiếc tàu nào tàn tàn hơn nữa chị cho bà. Chào xin chào. Alo. À chiếc này chịu không? Vậy chiếc này là anh xuống dưới anh hỏi ông chủ luôn vào bán không? Đi giờ không? Muốn kéo không?
Cho tiền. Xe nằm đằng sau. Đằng sau thôi lấy tàu chạy ăn vòng chơi đi. À chiếc tàu lúc trước em gửi đây nó mất tiêu rồi. Tàu đẹp không? Rồi em này buồn ngủ ngủ rồi. Đây có nhà này cũng đẹp quá ta. Đây thì điện tàu cũng vui quá. Quá trời tàu luôn. Dừng đây nha, tụi em đi câu cá nha. Cái xe này chắc có, cái xe này chắc có nhiều tuổi hơn hơn ba anh luôn á. Filmar mig? Nej. Filma bilen. Eller ska jag filma dig med? Bilbra. Kanske framkastar bilen och tar den.